lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương. Và kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu, thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế như là đầu tư quốc tế, logistics, vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, vân vân. Và bạn muốn học ngành này tại Singapore thì Học viện EOC Singapore là một địa điểm du học mà bạn không thể bỏ qua. Học viện EOC Singapore là một trong những trường hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á, với mục tiêu đào tạo nên đội ngũ các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Kết quả khảo sát của Job Central năm 2013 thì có đến 96,4% sinh viên của trường tìm được việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp. Học viện EOC Singapore có các trường đối tác là Đại học Ringwood và Đại học Wolverhampton. Thì trường có đào tạo chương trình Anh ngữ cho những sinh viên chưa có chứng chỉ Anh văn, O-level, dự bị, cao đẳng, đại học cho đến thạc sĩ, với nhiều chuyên ngành học như là quản trị kinh doanh quốc tế, du lịch và khách sạn, tài chính và ngân hàng, marketing và sale, vân vân. Thông tin chi tiết hơn về trường thì bạn có thể tham khảo tại website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và về điều kiện đăng ký các khóa học thì đối với O-level là hoàn tất chương trình lớp 9 tại Việt Nam, trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 4.5, độ tuổi là từ 16 đến dưới 25. Và còn về chương trình dự bị thì hoàn tất chương trình lớp 9 tại Việt Nam, điểm IELTS là 4.5 hoặc là hoàn tất level 2 của EOC, hoàn tất khóa học sinh viên vào học chương trình cao đẳng nâng cao 20 tháng. Và tiếp sau đó là cao đẳng nâng cao 20 tháng, bao gồm cao đẳng. Học sinh phải hoàn tất chương trình lớp 12 tại Việt Nam, điểm IELTS là 5.5. Nếu sinh viên chỉ hoàn tất chương trình lớp 9 tại Việt Nam thì phải tham gia khóa học dự bị trước khi vào học khóa chính. Hoàn tất khóa học, sinh viên sẽ học tiếp chương trình năm cuối đại học. Và thứ tư là về chương trình năm cuối đại học. Đó là yêu cầu hoàn tất chương trình cao đẳng nâng cao tại EOC, điểm IELTS 6.0. Sinh viên hoàn tất năm 3 đại học tại Việt Nam được xét miễn giảm vào trực tiếp. Kết quả xét duyệt phụ thuộc vào chương trình học của sinh viên ở Việt Nam. Và thứ năm là chương trình thạc sĩ. Thì đối với trường Wolverhampton là tốt nghiệp đại học, 2 năm kinh nghiệm làm việc bắt buộc, IELTS là 6.0 và trên 23 tuổi. Đối với trường đại học Ringwood thì tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, không cần kinh nghiệm làm việc và IELTS là 6.5. Và ưu đãi hấp dẫn tại EOC từ ngày 8 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2015. Giảm ngay 160,5 đô sinh, tương đương là 2,7 triệu Việt Nam đồng, phí đăng ký nhập học. Tặng một EOC Tab, giảm 2.000 đô sinh, tương đương là 34 triệu Việt Nam đồng cho sinh viên có điểm GPA trên hoặc là bằng 7.0. Và nếu sinh viên có điểm GPA dưới 7.0 thì được giảm 1.000 đô sinh, tương đương là 17 triệu Việt Nam đồng. Và tặng thẻ Dream Membership trị giá là 1.200 đến 3.600, tương đương là 20 đến 60 triệu Việt Nam đồng. Sinh viên sẽ nhận được quà tặng của EOC Tab khi vào chương trình chính là chương trình cao đẳng nâng cao, cử nhân và thạc sĩ. Học phí miễn giảm sẽ được trừ vào lần đóng học phí cuối cùng của khóa cuối cùng chương trình chính, đó là cao đẳng, nâng cao, cử nhân và thạc sĩ. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Singapore tại trường EOC, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và hiện tại thì Tân Đại Dương chúng tôi hiện có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Xin lưu ý một điều là chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào các bạn, tôi là Hồng Ly, chuyên viên tư vấn của công ty du học quốc tế Tân Đại Dương. Thì ở du học Singapore hiện nay đang là điểm đến của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, bởi vì du học Singapore đang có rất là nhiều ưu điểm để mà chọn lựa. Thì lý do thứ nhất đó là cái chi phí du học hợp lý, bằng cấp quốc tế thì cái thời gian học ngắn cũng như linh hoạt sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên Việt Nam. Thì trong cái chương trình gặp gỡ hôm nay thì có sự góp mặt của anh Kevin đến từ đại diện của trường EAC Singapore. Thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với Tân Đại Dương sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế khi mà các bạn có ý định du học Singapore. Nếu mà các bạn có ý định du học Singapore thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với chúng ta chia sẻ để có thêm một cái sự lựa chọn cho riêng mình. Thì chào anh Kevin. Dạ.
Thì anh có thể là chia sẻ với các bạn học sinh Việt Nam là về cái thế mạnh của trường EAC hiện nay là như thế nào? Trường EAC thì có một cái cơ bản khá là khác so với các trường khác á, là ngoài về chương trình đào tạo chính, về chất lượng đào tạo khá là tốt, được kiểm định qua Bộ Giáo dục của Sinh về thương hiệu, cũng về thương hiệu đào tạo là về EduTrust á, thì EAC là một trong 9 trường đầu tiên đạt được danh hiệu này. Và cái khác đặc biệt á, là trường EAC được thành lập bởi một cái nhà triệu phú trẻ, ông thành công về ngành quản lý kinh doanh. Vì thế là trường EAC của chúng tôi cũng mạnh về ngành quản lý kinh doanh là chính. Thì trong quản lý kinh doanh á, thì trường ba chia làm ba cái ngành nhỏ, đó là quản lý doanh nghiệp, nhà khách sạn và tài chính ngân hàng. Riêng về chuyên ngành về khách sạn á, thì trường có cái đặc biệt á, là bên phía tập đoàn của chúng tôi á, là tập đoàn EAC thì có sở hữu riêng một cái khách sạn tên là Peak Hotel. Thì đây là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên. Qua cái sự giới thiệu của anh mình thì thực sự thì các bạn cũng muốn phải du học ở EAC, mà đặc biệt là cái chuyên ngành du lịch khách sạn, bởi vì theo anh mình chia sẻ thì hiện tại bên tập đoàn EAC có ra đúng không ạ, thì rất là hấp dẫn đúng không các bạn. Thì nhưng mà về vấn đề anh văn ở đây thì các bạn sinh viên Việt Nam là một cái điểm yếu, bởi vì sinh viên Việt Nam thì khó để có IELTS. Thì không biết mà khi mà sinh viên có ý định mà muốn học tại EAC thì có yêu cầu IELTS không? Chương trình tiếng Anh đó thì nhà trường có riêng khóa tiếng Anh để dành cho các bạn sinh viên chưa có đủ điều kiện bằng đầu vào. Riêng về khóa tiếng Anh đó thì nhà trường có 4 cấp độ dự bị, cơ bản, trung cấp và cao cấp. Các bạn sẽ được kiểm tra anh văn đầu vào để xác định trình độ của mình là thuộc cấp độ nào. Đối với những bạn mà ví dụ như là trình độ chỉ là sơ cấp thôi thì các bạn sẽ học từ sơ cấp đến cao cấp. Thì tổng thời gian hoàn tất của khóa học thì khá là ngắn, chỉ mất khoảng thời gian là 8 tháng thôi. Thì nếu mà các bạn mà chưa có IELTS thì các bạn cũng có thể dễ dàng tham gia các chương trình học tại EAC Singapore từ sơ cấp cho tới là cao cấp. Thì về cái vấn đề ở đây là các bạn khi tốt nghiệp lớp 12 thì nhiều bạn có ý định là muốn nâng cao lên các chương trình học cao đẳng hoặc là đại học, và sau cái chương trình đại học đó là muốn nâng cao lên thạc sĩ, thì cái chương trình đó ở EAC như thế nào? Sau khi các bạn hoàn tất khóa tiếng Anh tại nhà trường, hoặc là những bạn nào đã có điểm IELTS Việt Nam là 5.5 sẵn, thì các bạn sẽ được vào khóa chương trình tiếp theo là cao đẳng nâng cao. Thì thời gian của khóa học cao đẳng nâng cao thì mất thời gian là 20 tháng. Hoàn tất khóa học này, các bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình năm cuối cử nhân là học 1 tháng, 12 tháng nữa. Thì như vậy thì năm cao đẳng nâng cao là mất 20 tháng và năm cuối cử nhân là 12 tháng, thì tổng cộng là 32 tháng. Tức là khoảng 2 năm rưỡi là các bạn đã nhận được bằng đại học tại Singapore. Nếu các bạn nào vẫn muốn tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ thì các bạn sẽ tốn thêm thời gian là 1 năm rưỡi nữa. Thì nếu mà các bạn muốn nâng cao về lĩnh vực là về cái chuyên ngành MBA thạc sĩ tại Singapore thì các bạn cũng có thể học tại EAC, đào tạo cũng là rất là nhiều chuyên ngành đúng không anh? Thì các bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn ở chương trình thạc sĩ. Thì không biết là ở các bạn Việt Nam thì thường chọn cái chuyên ngành nào nhiều nhất tại EAC thêm mình? Về chuyên ngành thì theo mình thấy thì đa số các bạn khi chọn học ở EAC thì các bạn sẽ chọn về học một quản lý kinh doanh, sau đó thì tới du lịch khách sạn và tới tài chính ngân hàng. Thì cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Bình hôm nay, thì giúp cho chúng ta có cái một cái sự lựa chọn cho bản thân mình ở cái hướng đi là du học tại Singapore. Thì để chi tiết hơn, các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của EAC Singapore tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, hoặc là truy cập vào website tân-đại-duong.edu.vn để tham khảo chi tiết về học phí cũng như là những cái chương trình mới nhất tại EAC Singapore. Xin cảm ơn.